Cô tên gì? Thảo. Cô giáo Thảo. Cười gì? Bà là ai? Bà tôi tên là Nguyễn Văn Rớt, nhưng mà ông ấy đã chết rồi. Hay. Hai cô ăn mặc thì ghi cục gì? Dạ, người ta mặc đồ Nhật Bổn, tôi có mặc đồ Nhật Ngược. Dạ thưa ba, người ta mặc đồ kimono, còn tụi con mặc đồ kimono. Anh chỉ cầu mong rằng sau này em lớn lên, anh sẽ được lấy cô giáo của em. Cái gì? Ai cho phép mày lấy cô giáo của tao? Của tao? Mày khổ mà mày. Lấy hàng ra. Chết rồi. Chết. Của tao là của tao. Tôi đang đánh từ đó cho cô nhào chứ gì vậy? Cái gì vậy má? Xin lỗi, không có thấy gì lạ hết á. Xe thấy người nè mày. Không có tiền. Khổ lắm, hoàn cảnh khổ lắm, không có tiền. Không có tiền mày. Cô đào tôi. Ai đồ nó chạy vô làm vậy? Còn làm mình. Trời ơi! Thôi chạc kia! Mày đứng lại chưa? Ê, đừng nói, đừng nói, nhảy xuống nha. Ở cái cầu là thôi rồi. Đại náo học đường. Mày chỉ muốn tiền thôi chứ gì? Đúng. Thật sự ra tiền đối với tao không quan trọng. Rồi sao? Nhưng quan trọng là tao không có tiền. Khởi chiếu 15 tháng 11 2013. Mão mão ơi má. Ôi trời ơi, con gì đâu cha ơi. Có hứng thú với chỗ này rồi đó, mày thấy sao? Bình thường bé bé. Đi mày tao ngửi hoài. Thích mai làm cái nghề này. Nó mới ấy nè. Đi qua đi lại xong. Cái gì đây? Cái gì đây? Bà nội mày siêu mê. Giật mình là bị liễu. Cười gì đây? Đó, đúng không? Đó, đổ đầu vô. Nghe nhẹ, nghe nhẹ, nghe nhẹ. Cô tao. Được đi học, cần cô giáo chân dài. Còn ta thì không. Chị ký cho con. Giả bộ vậy thôi. Chị giáo là bạn. Chị giáo là bạn. Giả bộ vậy thôi. Chúng ta xe. Mà sắp tự đi học rồi. Còn hai con mắt mà xuống bà nó một con. Mình vẫn phải nhịn. Vẫn phải nhịn nữa. Một câu nhịn là chín câu nhục. Đó với sụt dậy. Tôi cho mình đây. Nó có cúng mày bán không là có. Ủa. Ê, kịp ăn, kịp ăn. Ăn khổ. Bà nội mày tắm như hoàng hậu vậy. Tắm như lính thì đại là trời ơi. Sao mày khóc hoài vậy? Bà nội mày phải lùn cái gì đó? Lô hàng. Mặt đó, đúng rồi. Rồi xong, tay này lon tiếp tục. Tay này lon tiếp tục. Hỏi anh. Cô ơi, con có rảnh cô gì? Tới nhà em lấy ba em dùm á. Em cứ nằm